top up Free Fire, Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận áp tích chỉ 9k. Sắp tới em định về thăm ba mẹ, lâu lắm rồi em cũng không về. Anh có định về với em không? Anh, có chuyện gì đấy? Anh không nghe em nói gì à? Em cứ nói đi. Anh có chuyện gì à? Nói với em đi. À không có gì. Thôi không sao đâu em ạ. Anh này, có chuyện gì thì anh phải nói với em chứ. Anh đừng giấu em như thế. Mến à, công ty của anh ấy bị phá sản rồi. Giờ ấy, anh không biết xoay sở sao để kiếm công việc khác em à. Thật thế hả anh? À mà em có đứa bạn đang làm thư ký ở bên công ty Phương Trung, hay để em nhờ nó giúp anh xem thế nào nhá. Thật hả em? Thế thì tốt quá rồi. À vâng, thế để mai em với anh sang đấy nhờ nó giúp thử xem sao nhá. Ok, ngày mai anh sẽ qua. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Vâng ạ. Đi thôi. Thế dạo này công việc của mày thế nào? Có ổn không? Công việc của tao thì vẫn ổn, nhưng bên công ty tao thì lại không tuyển thêm người nữa ấy, nên là không thể giúp người yêu tao được. Thì ra là vậy à? Thôi rồi, tao sẽ cố gắng giúp đỡ người yêu mày nhá. Thế cảm ơn mày nhiều nhá. Có gì đâu, tao với mày là bạn thân với nhau mà. Ơ, anh ơi, em ở đây này. Mến à? Ai đây? À, giới thiệu mày, đây là người yêu tao. Giới thiệu với anh, đây là bạn của em. Chào, mình chào bạn. Chào anh, em là Linh, bạn thân với Mến. À, anh đã nghe Mến nói nhiều với em rồi. Anh là Hưng, rất vui được gặp em. Chào anh. Mà hai người yêu nhau lâu như vậy, hôm nay em mới thấy cái Mến nó ra mắt người yêu đấy. Tại vì tao cũng bận nhiều chuyện ấy. À, mà chuyện của anh Hưng thì mày cố gắng giúp bọn tao với nhá. Anh yên tâm, nếu mà anh có bằng cấp và kinh nghiệm rồi thì em sẽ giúp được anh mà. Ừ, được thế thì còn gì bằng. Ninh à, có biết ý, anh nhớ Ninh nhiều lắm không? Thật không đấy, chỉ điêu thôi. Thật chứ đùa cái gì đâu. Thôi, cho anh Hùng nghe nào. Ngày mai á? Ngày mai anh phải đi tiếp khách rồi em ạ. Thôi, em về một mình đi. Dạ vâng ạ, thế thì em về một mình vậy. Ừ, chào em. Dạ vâng. Suốt ngày điện với Thoại, đau cả đầu. Thôi, anh xin lỗi mà. Giờ ấy, mình vào việc ngay thôi, đi. Anh này. Ừ? Bây giờ anh là của em rồi. Em nói gì, anh cũng phải nghe, nhớ chưa? Rồi, anh biết rồi, anh yêu em nhất mà. Thế bao giờ anh mới tính giải quyết chuyện với con Mến đây? Này em, Mến ý, nó phải từ từ em ạ. Không giải quyết ngày 1, ngày 2 được đâu. Em cứ yên tâm đi. Từ từ là đến bao giờ? Em không thích đâu. Lúc nào cũng Mến. Thôi mà em, hở ra là giận dỗi nhở. Anh hứa với em ấy, ngày mai anh chia tay con Mến. Bây giờ ấy, anh dẫn em đi shopping. Thật không? Thật, thôi đi nào. Anh, tại sao anh với bạn của em lại thân thiết với nhau như vậy? Anh Hai người trả lời tôi đi chứ. À, không có gì đâu Mến ạ. Không có gì là sao? Nhân tiện có nó ở đây, anh nói rõ mọi chuyện đi. Phải, đến lúc này ấy, tôi đành nói cho cô biết vậy. Những gì cô thấy ấy, là sự thật. Hai người là đồ khốn nạn. Tại sao tôi coi các người như người thân của tôi, mà hai người lại đối xử với tôi như vậy? Các người làm những trò bỉ ổi sau lưng tôi như vậy hả? Đến cái nước này ấy, thì tôi xin lỗi cô. Tôi không còn tình cảm gì với cô. Thôi, mình chia tay đi. Anh đúng là đồ khốn nạn. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy hả? Còn Linh, tao mới là bạn thân của nhau mà. Tại sao mày làm vậy với tao? Xin lỗi mày nhá.
tao và anh Hưng yêu nhau và cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Bọn tao cũng đang suy nghĩ xem là có nên mời mày đến dự đám cưới hay không. Mày, còn anh nữa, tôi luôn bên cạnh anh những lúc anh gặp khó khăn, tại sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy ạ? Mến, cô nhìn lại bản thân cô xem, trông có chán đời không? So với em Ninh ấy, thì khác gì một trời một vực. Anh... Này con kia, mày động vào ai đấy? Tao nói cho mày biết, cái loại con gái mà không biết giữ người yêu ấy thì xem lại bản thân đi. Dù gì ấy, tôi vẫn cảm ơn cô. Thời gian qua ấy, cô đã ở bên tôi rồi. Thôi, mình đi thôi Ninh. Mây trên trời cao quá, cho anh hôn vào má. Anh, gì? Ai kia? Ai chà, người quen lâu ngày hôm nay mới được gặp nhở. Đúng là trái đất này tròn thật. Tôi tưởng cô sau bao năm không gặp về quê làm ruộng, nuôi cá rồi chứ. Tôi không muốn nói chuyện với hai người, mong hai người đi cho. Mà hai người vẫn còn tư cách để đứng đây nói với tôi những cái giọng như thế à? Con danh này, mày muốn chết không? Thôi, thôi đi em. À mà từ khi xa tôi, chắc cô bị lừa nhiều lắm rồi à? Mà cái lại ngu như cô ấy thì chắc bị lừa 1000 lần rồi. Em nhở? Biết đâu bây giờ nó lại là gái ngành thì sao hả anh nhở? Trông khá quá nhở. Dạo này trông mày cũng giống gái ngành phết đấy. Hai người quá đáng thừa thôi. Cho dù tôi có làm gì thì cũng không liên quan đến hai người. Tất nhiên là không liên quan rồi. Mà cái loại như mày tuổi gì mà đòi được ngang hàng với bọn tao. Mà tao tưởng khi mày gặp lại anh Hưng ấy thì mày cũng phải vẫy đuôi lên như là chó thấy chủ chứ nhở. Cô hay là em muốn quay lại với tôi? Thế à? Xin lỗi anh, bởi vì hàng tôi đã vứt đi rồi, không bao giờ tôi nhặt lại. Còn bây giờ tôi đang cảm thấy kinh tởm hai người đấy. Mày nói ai kinh tởm? Hả con chó này? Mà cái loại ngu như mày ấy thì im mồm đi. Cô thì sao? Tao thách mày làm gì được tao đấy. Tú Linh, cứ vừa làm gì với yêu của tôi vậy? À thằng béo này, mày ở đâu ra định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nói nữa. Ơ anh, sao nó lại là người yêu của anh? Có chuyện gì hả em? Đây là chủ tịch của công ty mình làm đấy anh ạ. Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ? Em chào anh ạ. Ơ, sao anh lại là chủ tịch? Anh là chủ tịch, sao không nói với em? Thôi, chuyện này anh sẽ nói với em sau. Anh ơi, anh đừng tin nó lừa anh ạ. Con này là con lừa đảo đấy anh ạ. Anh đừng tin anh ạ. Đúng rồi đấy anh ạ. Nó thấy anh có tiền nên nó theo anh để đào mỏ anh đấy. Đúng rồi anh ạ. Hai người im đi. Đây là người yêu của tôi. Chả lẽ tôi không hiểu em ấy là như thế nào? Điều tôi không thể ngờ chính là hai người đấy. Tôi nghĩ cô cậu lập tức ra khỏi công ty của tôi ngay. Dạ anh ơi, em với cả anh Hưng đây là bạn thân của Mến đấy ạ. Cô còn dám nhắc hai từ bạn thân đây à? Bạn thân mà đi cướp người yêu của bạn thân. Nói ra hai từ đấy mà không thấy ngượng mồm à? Không cần phải nói nhiều nữa. Đây là người yêu của tôi. Đã động đến người yêu của tôi là sẽ không sống yên ổn được đâu. Hai người rời khỏi công ty của tôi ngay. Hai người nên nhớ rằng mình cướp đi của người khác cái gì thì cũng sẽ có người khác đến cướp của mình cái đấy đi thôi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Mình đi thôi anh. Ơ kìa, tất cả là tại anh đấy. Bây giờ thì biết kiếm đâu ra tiền cơ chứ.